mở cửa biên giới với Trung Quốc lợi hay hại. Trong những ngày sát Tết Nguyên đán, các tổ chức cơ vàng hải ngoại đã chuyển sang tuyên truyền chống chế độ bằng cách tập trung vào các vấn đề dân sinh. Trong nhiều chủ đề được họ đề cập, dường như họ đang tập trung khai thác nỗi lo kinh tế vào dịp cuối năm và việc mở cửa biên giới Việt Trung khi Trung Quốc đang trải qua làn sóng dịch COVID-19. Chẳng hạn, ngày 14 tháng 1, fanpage của Việt Tân đã đăng một bức ảnh đính kèm dòng chữ Tết năm nay không tiền khỏi lo mua thịt ăn dịch Bắc Kinh. Kèm theo là một dòng caption công kích nhà nước mở cửa biên giới không kiểm soát. Bài viết này không xuất hiện đơn lẻ mà nằm trong một loạt nhiều bài viết tuyên truyền lặp đi lặp lại xuất hiện trên các trang mạng của nhiều hội nhóm và cá nhân khác nhau. Nhiều bài trong số đó còn tung một tin đồn nghe rất ngứa ngẩn là Trung Quốc ác cố tình thả dân ra để lây bệnh cho cả thế giới. Việc mở cửa biên giới với Trung Quốc là âm mưu giết hại dân chúng. mới vài hôm trước. Họ còn ủng hộ những người biểu tình đòi Trung Quốc chấm dứt chính sách kiểm soát dịch bệnh để mở cửa, giờ họ đã quên sao. Đúng là nói trắng cũng được, nói đen cũng xong, miễn sao chửi được chế độ. Nhưng quay trở lại với bài đăng của Việt Tân, nó có chính đáng hay không? Đầu tiên, phải thấy rằng ngay, hẳn Việt Tân phải sống trên mây mới cho rằng Tết năm nay người dân Việt Nam không có thịt. Nếu cơm không thịt, chỉ là chuyện hư hữu, hữu ở những vùng sâu vùng xa, thì các chuyên gia truyền thông bốc phét của Việt Tân đã thổi phồng nó thành một hiện trạng chung của các quốc gia. Nhìn vào chi tiết này, có thể thấy Việt Tân mù mịt về đời sống thực tế ở Việt Nam. Có lẽ bởi họ chỉ biết đến nó thông qua bộ mặt sậu rộng trong nước, vốn không ngừng kêu ca để xin thêm tiền tài trợ hoặc xuất đi tị nạn. Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một đợt bấp bênh do suy thoái kinh tế ở các nước Âu Mỹ, thì việc mở cửa lại với Trung Quốc sẽ có lợi hay có hại sinh kế của người dân. Chẳng cần phải nói, lợi ích từ việc này là quá rõ. Trước dịch COVID-19, Trung Quốc là một trong những bạn hàng quan trọng nhất của Việt Nam. Việc thông thương trở lại giữa hai bên sẽ giúp hàng hóa của nông dân khỏi tồn động và giúp nhiều công nhân có việc trở lại sau Tết. Để thấy rõ tầm quan trọng của quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, ta hãy nhìn vào vài con số. Theo Tổng cục Du lịch, trong năm 2019, ngành du lịch của Việt Nam đã đón tới 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 1 phần 3 tổng số lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Năm 2018, riêng thị trường Trung Quốc chiếm đến 22,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Như vậy, nếu tiếp tục đóng cửa biên giới với Trung Quốc như thời dịch bệnh, Việt Nam sẽ tiếp tục mất 1 phần 3 lượng khách du lịch và gần 1 phần 4 kim ngạch xuất khẩu có thể có. Thứ ba, những quốc gia nào đang tiếp tục kiểm soát chặt dòng người từ Trung Quốc? Họ có thực sự lo sợ dịch bệnh từ Trung Quốc trong khi thả cửa với cả thế giới từ lâu rồi? Việt Tân chỉ nêu được Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn đang gia tăng ngăn chặn, kiểm soát người nhập cảnh từ Trung Quốc thì tất cả đều là đồng minh của Mỹ. Những nước này đang trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc, việc họ khép cửa với Trung Quốc có phải vì lo dịch bệnh hay vì đầu đá kinh tế và ngoại giao còn cần phải xem xét. Trong khi đó, một loạt nước Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Campuchia, Indonesia đã mở cửa trở lại bình thường với Trung Quốc. Việt Nam nên quan tâm đến lợi ích quốc gia của mình như các nước Đông Nam Á khác hay nên hùa theo một làn quân cờ trong ván cờ địa chính trị của Mỹ khi chưa được hứa hẹn bất cứ lợi lộc nào? Câu trả lời quá hiển nhiên, nhưng Việt Tân đã lờ đi khía cạnh đó. Cuối cùng, Việt Nam có mở cửa biên giới không kiểm soát với Trung Quốc không? Thực ra, quá trình nối lại giao thương giữa hai bên đang được tiến hành một cách từ từ, để mỗi bên có thời gian chuẩn bị tốt các biện pháp phòng dịch. Chẳng hạn, dù hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc được khôi phục vào ngày 8 tháng 1, việc đón du khách du lịch vẫn chưa diễn ra. Khách xuất nhập cảnh hiện chủ yếu ở dạng hồi hương hoặc công tác đối với chuyên gia Trung Quốc. Đối với đường hàng không, lịch bay thẳng thường lệ giữa các sân bay Trung Quốc đại lục và Việt Nam dự kiến chỉ nối lại từ cuối tháng 1. Theo kế hoạch mới nhất, ngày 11 tháng 1, chỉ có Vietjet ZE dự kiến chuyến bay đưa hơn 100 khách du khách tới Khánh Hòa. Như vậy, nguy cơ bùng dịch trong dịp Tết nguyên đán là rất thấp. Sau cùng, cần lưu ý rằng, khác với Trung Quốc, Việt Nam đã có bùng dịch quay trở lại do tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhiều người từng nhiễm nên đã có miễn dịch. Theo ông Trần Đắc Phu, Cố vấn cấp cao Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam, việc mở cửa biên giới với Trung Quốc không ảnh hưởng nhiều đến việc chống dịch của nước ta dù khả năng sẽ có nhiều ca nhiễm nhập cảnh. Đến nay, Việt Nam đã tiêm gần 265,5 triệu liều vaccine COVID-19, phủ mũi ba gần 80% đối với người trên 18 tuổi. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khảo sát miễn dịch cộng đồng, kết quả công bố cuối tháng 11 cho thấy hơn 98% người thành phố có kháng thể ngừa Covid. Bộ Y tế cũng đang khảo sát tình hình miễn dịch cộng đồng trên cả nước, kết quả chưa được công bố nhưng tỷ lệ miễn dịch với SARS-CoV-2 cao nên nguy cơ lây nhiễm thấp. Việt Nam khó có nguy cơ bùng phát dịch do đã có miễn dịch, ông Phu nói. Thêm rằng, không nên vì Trung Quốc mở cửa mà Việt Nam áp dụng biện pháp cấm hay xem xét người nhập cảnh từ nước này. Đồng quan điểm, Phó Giáo sư Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng Bộ Y tế dự đoán trên 90% người dân cả nước đã có miễn dịch do tiêm vaccine hoặc từng mắc COVID-19. Việt Nam cũng đã bại bỏ việc xét nghiệm ở cửa khẩu từ rất lâu và hiện kiểm soát dịch vật tốt. Tất nhiên, dịch bệnh là khó lường và không thể chủ quan, nhưng những ý kiến của chuyên gia vừa nêu đáng tin hơn nhiều so với những bài viết của Việt Tân vốn không viện dẫn bất cứ số liệu hay dữ liệu thực tế nào. Hơn nữa, chúng ta thừa bằng chứng cho thấy Việt Tân và các nhóm cờ vàng hải ngoại luôn chạy theo mọi xu hướng giúp bài chung theo định hướng của Mỹ và đồng minh mà không cần quan tâm đến đúng sai, lật phải sang trái, thay trắng đổi đen, lúc nói ngược lúc nói xuôi, không thèm đếm xỉa đến liêm sỉ và lý lẽ.